không phải vào thời bom đạn. Được nuôi dưỡng lớn lên trong sự an toàn, trong lòng mình vẫn luôn thấy bình an. Vì mình không làm gì sai, mình sống không gian tham. Mình rất là ngay thẳng nên mình được người ta nể. Mình không có hai mặt nên mình không bị khi dễ. Bạn bè của mình toàn những người rất là tốt, sẵn sàng giúp đỡ dù cho mình rất là dốt. Mình còn yêu đời lắm chứ mình không bị tự kỷ, sống vẫn còn ngẩng đầu chứ không bị tự bi. Mình biết được biết ta chứ mình không có liều mạng, cho nên tới bây giờ mình vẫn giữ được cái mạng. Mình còn có tài lẻ là viết nhạc và làm thơ, những gì mình có là thật chứ không phải là nằm mơ. Mỗi khi mình đi xa mình biết ở nhà có người nhớ, dù đôi lúc cô đơn nhưng mà lòng không bơ vơ. Nhìn lại thì thấy mình thật là may mắn, số mình ngọt ngào không mang mùi cay đắng. Không phải ra đường với hai bàn tay trắng, đời này là gì mà sao vẫn say đắm. Nhìn lại thì thấy mình thật là may mắn, số mình ngọt ngào không mang mùi cay đắng. Không phải ra đường với hai bàn tay trắng, đời này là gì mà sao vẫn say đắm. Khi tôi còn nhỏ, bố có dạy tôi một câu mà tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ. Đó là cuộc đời cũng giống như một tấm gương, nếu như bạn biết đối diện với nó, bạn biết mỉm cười với nó thì nó cũng sẽ mỉm cười lại với bạn. You know?